Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Hạnh Phương này lên sóng giới thiệu các bác một combo rất là dễ chơi và toàn hàng siêu VIP tới các bác ơi. Mời các bác hãy cùng tham gia video ngày hôm nay. Thì Hạnh Phương đang vừa setup một bộ dàn máy, trong đó sử dụng những đôi loa cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu JBL. Đó là dòng loa JBL 715 SRX. Dòng loa này với thiết kế một bát 40 neo, côn 76, màng giấy gân vải nùa dầu và một chiếc kèn titan cũng côn 76. Hàng bãi nòi đẹp xuất sắc luôn các bác. Đây là SRX 715F. Thùng vỏ thì đôi này nói tóm lại là không có điểm trừ và không có điểm chê. Và hàng F này thì trên thị trường không nhiều các bác. SRX 715F. Các bác nhìn cái loa em tuyển nó trong veo này. Cũng là mua loa Mỹ nhưng mà mua được đôi loa như thế này các bác chơi và trưng bày thì đúng là như kiểu là của cải trong gia đình luôn. Đẹp như mới. JBL 715. Đôi này thì mức giá đầu tư của nó hiện nay khá là hợp lý cho các bác. Với những đôi đẹp xuất sắc như thế này hiện tại đang có giá tầm 45-46 triệu. Còn nếu các bác mà mua những hàng rẻ hơn, nhà em có hàng cả 44 triệu và 44 triệu rưỡi cũng có. 45-46 triệu đôi này. Kết hợp với nó là một con đẩy AP8004. Đấy, con này thì nói tóm lại là những dàn máy karaoke hay, chất lượng thì sử dụng con này mỹ mãn luôn. Công suất khỏe này, hình thức thiết kế đẹp này, ruột gan của nó toàn hàng nhập khẩu của Mỹ này. Và thương hiệu của AP thì nó quá nổi tiếng rồi. Nếu nói về cái thiết bị âm thanh lắp ráp phòng karaoke kinh doanh thì AP nó đi đầu hiện nay. Và thiết bị của AP thì hầu như là bị nhái nhiều. Rất nhiều hàng nhái theo AP. Đấy. Và một con sạc vang số đời cao của hãng JD-V5. Con này thì được anh Phương setup rất kỹ với 6 chế độ HK khác nhau. Và một bộ mic PA vỉ tím này nữa. Đấy. Kết hợp với nó là chúng ta có thể sử dụng một con sub Fidex Bass 40. Hoặc là kết hợp với nó một con sub B3. Hiện tại thì anh Phương đang test với một con sub B3 Bass 50 này. Đấy. Còn nếu combo như thế này, chúng ta có thể cộng cho em nhé. Bộ dàn máy này chúng ta thấy rằng con đẩy 10 triệu, con vang số này nó loanh quanh rơi vào tầm khoảng độ 5 triệu rưỡi. Một bộ mic đẹp đời cao của nó là 3 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi là 9, 9 cộng với 10 là 19, 19. 19 cộng với đôi loa này là 45 triệu nữa. 45 triệu thì nó rơi vào bao nhiêu? 19, 45 là 64. 64 cộng với con súp này nữa. Một con súp này khoảng 5 triệu rưỡi nữa là 69 triệu rưỡi, là chúng ta có dàn máy này. Còn nếu cộng con súp đời cao hơn nữa này thì giá của nó rơi vào tầm khoảng hơn 8. Với những bộ như này thì hát và nghe nhạc đẳng cấp luôn các bạn. Em nói thật là sở hữu những bộ dàn, nhiều khi là xem trên mạng thì mấy anh em bán cái loa vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ. Bây giờ họ bán ra bán kinh thì không biết. Bán những đôi loa mà nó chả có nguồn gốc ấy, toàn hàng gióng mà quay thì quay gì, quay toàn bằng dây live stream thôi. Các bác ơi, quay toàn bằng dây live stream mà sao họ bán kinh thế không biết. Các bác nghe thì nghe qua loa hay nghe qua dây live stream. Em nghĩ rằng nếu mà các bác cứ kiểu đấy thì khả năng là tới đây là sẽ cái dây live stream bán rất là đắt. Sẽ cắm vào dàn máy này, sau đó là cắm thẳng vào tai nghe luôn chứ không cần loa nữa. Chúng ta mua loa thì là gì, quay phải quay trực tiếp từ loa về phía tai người ta thì nó mới là trung thực. Chứ còn cái chuyện mà dùng dây live stream quay thì nó không thật một tí nào cả. Nghe là nghe qua loa chứ không nghe qua dây live stream. Cho nên là với một cái bộ dàn mà mua 450 triệu mà trong khi đó toàn đồ lởm ấy, vậy thì chúng ta mua ngay những cái bộ như thế này cho em, nó giá loanh quanh đâu đó. Nếu mà bác nào dùng loa cao cấp như 715 này, em nói nghe nhạc hết phần luôn, hết nước chấm luôn. Mà giá thành những con vang số đời cao như này, nó toàn hàng hiện đại thôi, toàn hàng chất lượng thôi. Giá thành đầu tư thì khá hợp lý. Và nếu mà hát thì nó quá phê luôn. Các bác thử nghe này. Đấy, loa nó xịn này. 2, 9, 4, 5, 6, 4, 7, 2. Đấy, nghe nó phải thế chứ. Nghe thực tế nó phải thế. Các bác nghe thử em hát bài nào. Anh Phương xin trân trọng gửi tới tất cả các bác nhạc phẩm được mang tên Thuyền và Biển. Mời các bác cùng lắng nghe và thưởng thức. Các bác này, cái tiếng súp nó rất là hay, mềm mại và rất là sâu.
chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biết bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau sạt vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi thì chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao buồn. Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao buồn. Các bác nghe thế nào? Nghe tiếng nước ngọt thì hiểu luôn. Tiếng xì xẹt, xì xẹt, xì xẹt. Rất là hay tiếng nhưng mà tiếng nước này không bị dít. Anh Phương sẽ hỗ trợ cho bác lắp đặt trong bán kính tầm khoảng 150 km quay đầu. Với những sản phẩm âm thanh như thế này, chúng ta thấy rằng đôi bảy Việt Nam nó đẹp cả về thiết kế lẫn chất âm, khó có dòng nào có thể so sánh được với bảy Việt Nam. Với mức đầu tư của nó khoảng độ trên 60 triệu, chúng ta có bộ dàn máy karaoke rất là hay. Các bác có thể liên lạc với anh Phương với số máy 097 498 555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều.